Chào mừng các em học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Trương Gia Mô. Cô là cô Nguyễn Thị Ý Nhi. Rất vui được gặp lại các em trong buổi học online ngày hôm nay. Và để bắt đầu buổi học, cô có một trò chơi nho nhỏ dành cho các em. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết đây là địa danh nào. Vâng, đây chính là tháp rùa của Hồ Hoàn Kiếm. Nếu như các em đã từng đến địa danh này, chắc hẳn các em cũng biết được vẻ đẹp cổ kính của nó và cái bề dày lịch sử của nó. Vậy để truyền tải lại những cái kiến thức mà mình đã được biết cho những cái người thân, những bạn bè nào mà họ chưa từng đến nơi đây thì các em sẽ thực hiện phương pháp nào? Và cô tin chắc là tất cả các em đều sẽ trả lời cho cô. Đó chính là thuyết minh. Bài học hôm nay cô muốn truyền tải đến các em, hướng dẫn đến các em, đó chính là thuyết minh về một danh lam thắng cảnh. Các em dở tập ra và ghi vào tiết 84 thuyết minh về một danh lam thắng cảnh. Một La Mã giới thiệu về một danh lam thắng cảnh. Các em hãy cùng đọc văn bản sách giáo khoa trang 33-34 Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn với cô nhé. Nếu tính từ khi Hồ Hoàn Kiếm còn là một đoạn của dòng cũ sông Hồng để lại, sau khi sông chuyển dòng thì đến nay Hồ đã có đến vài nghìn tuổi, nhưng cái tên Hồ Hoàn Kiếm thì mới có từ năm thế kỷ nay. Trước đó, hồ có tên là Lục Thủy vì nước hồ bốn mùa quanh năm xanh ngắt. Từ thế kỷ thứ 15, có tên là Hoàn Kiếm do sự tích Lê Lợi trả gươm. Chuyện kể rằng, Lê Lợi khi còn ở Lam Sơn có bắt được một thanh gươm. Gươm ấy luôn ở bên ông trong suốt 10 năm chinh chiến. Khi dẹp xong giặc Minh, vua Lê về Thăng Long. Một hôm, ngự thuyền dạo chơi trên hồ Lục Thủy, bỗng có con rùa nổi lên. Ông rút gươm ra, trỏ vào nó, thì rùa liền đớp lấy thanh gươm mà lặn xuống. Như vậy là vua trả gươm cho trời. Vì vậy hồ có tên là Hoàn Kiếm, gọi nôm na là hồ gươm. Sau thủy quân dùng hồ để làm nơi luyện tập nên có thêm tên là hồ thủy quân. Theo truyền thuyết thì đời Lê Thánh Tông, nửa sau thế kỷ 15, chỗ này là gò tháp rùa, từng là điếu đài, tức là nơi vua đến ngồi câu cá. Đến đời Vịnh Hữu, chúa Trịnh Giang lập cung Khánh Thụy ở đảo Ngọc, làm nơi hóng gió ngày hè. Đầu thế kỷ 19, một ngôi chùa được dựng lên trên nền cung Khánh Thụy cũ và có tên là chùa Ngọc Sơn. Ít lâu sau, nơi đây không còn thờ Phật nữa mà thờ Thánh Văn Xương, chủ về Văn Chương và Khoa Cử, và Đức Thánh Trần, tức anh hùng Trần Quốc Tuấn. Do vậy, được đổi gọi là Đền Ngọc Sơn. Năm 1864, Nguyễn Văn Siêu, một nhà văn hóa lớn của Hà Nội thời đó, đã đứng ra sửa sang lại toàn cảnh. Trên gò Ngọc Bội, ông xây một tháp hình bút lông, thân tháp có tạc ba chữ Tả Thanh Thiên, có nghĩa là viết lên trời xanh. Đó là tháp bút, đi qua tháp bút tới một cửa cuốn gọi là đài nghiêng, vì trên có đặt một cái nghiêng mực bằng đá, qua đài nghiêng đến cầu Thê Húc, có nghĩa là nơi ánh mặt trời đậu lại. Cầu dẫn đến cổng đền Ngọc Sơn, đền có ba nếp, nếp ngoài là bái đường, nếp giữa là nơi thờ Văn Xương và nếp sau là thờ Trần Hưng Đạo. Trước mặt bái đường là chắn ba đình, đình chắn sống. Nhìn thẳng về hướng nam là tháp rùa. Tháp chỉ mới có từ cuối thế kỷ 19 nhưng đã trở thành biểu tượng quen thuộc của Hồ Gươm Hà Nội. Ngày nay khu vực quanh Hồ Gươm đã thành tên là Bờ Hồ, là nơi nhân dân thủ đô dạo chơi ngày hè, nơi đón giao thừa. Còn lại là nơi tổ chức hội hoa đăng, đèn hoa, pháo hoa trong những dịp lễ Tết hàng năm.
Theo Lịch Văn hóa Tổng hợp năm 1987 năm 1990. Rồi, nếu như các em đã đọc xong thì chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi sách giáo khoa trang 34 nhé. Câu số 1. Bài giới thiệu đã giúp em hiểu biết những gì về Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. Các em quan sát văn bản thì các em thấy, đầu tiên người ta đã cung cấp cho mình về nguồn gốc của Hồ Gươm. Nó là một đoạn của dòng cũ sông Hồng. Và sau đó là tên gọi và lai lịch của Hồ Gươm. Qua những cái giai đoạn khác nhau thì Hồ Gươm lại có cái tên khác nhau, đó là Lục Thủy, Hoàng Kiếm và Thủy Quân. Về các bộ phận xung quanh Hồ Gươm, chúng ta thấy tác giả đã cung cấp cho mình hiểu biết về Tháp Bút, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc. Và đặc biệt ở đây, vị trí của đền Ngọc Sơn được xây dựng trên nền cung Khánh Thụy cũ. Và cấu trúc thì gồm 3 nếp. Nếp ngoài là bái đường, nếp giữa là thờ Văn Xương, nếp sau là thờ Trần Hưng Đạo. Vậy, để có thể giới thiệu một cái bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh như thế thì người viết cần có những cái kiến thức gì? Đó chính là những cái kiến thức về văn hóa, lịch sử, địa lý và văn học. Vậy, những cái kiến thức cô vừa nêu trên nó sẽ có từ đâu và làm cách nào để có nó? Các em nghĩ đi, đầu tiên, cái phương pháp mà gần gũi nhất đó chính là chúng ta phải đến tận cái nơi mà mình thuyết minh, tận cái nơi mà mình muốn thuyết minh, mình tìm hiểu, quan sát bằng mắt và nghe những cái hướng dẫn viên người ta giới thiệu, hoặc là mình có thể tìm hiểu trước qua sách vở về lịch sử hình thành, kiến trúc, vân vân. Ngoài ra thì nếu như không có điều kiện đi trực tiếp, chúng ta cũng có thể tìm hiểu qua những cái video review về địa danh, về những cái phong tục tập quán chẳng hạn. Hoặc chúng ta cũng có thể học tập qua những cái sự hiểu biết của người khác bằng cách nghe họ thuyết minh lại, họ kể lại, vân vân và vân vân. Để tích lũy tất cả những cái tri thức đó, chúng ta có rất là nhiều cách. Và cái thứ tư, và tiếp tục với câu số 4. Bài viết này được sắp xếp theo bố cục trình tự nào? Theo em, bài này có thiếu sót gì về bố cục? Thì mét quan sát thấy rõ ràng ở đây có 3 đoạn, nhưng nó lại không ứng với 3 phần của một bài văn thuyết minh, là mở bài, thân bài và kết bài. Nó chỉ có thân bài và kết bài thôi. Đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai là phần thân bài, giới thiệu về nguồn gốc lai lịch của Hồ Hoàn Kiếm cũng như các bộ phận của Hồ Hoàn Kiếm. Và đoạn thứ ba là nói về cái đời sống của người dân thủ đô, nó gắn liền với Hồ Hoàn Kiếm như thế nào. Còn về nội dung, cô thấy có một số thiếu sót nữa. Ví dụ như người ta chưa nói cho mình biết được là vị trí địa lý của hồ nó nằm ở đâu và nó có diện tích bao nhiêu, quang cảnh xung quanh thì như thế nào. Đó là những cái điều mà trong văn bản này còn thiếu sót. Câu số 5, người ta hỏi mình là phương pháp thuyết minh ở đây là gì? Mấy em nhớ lại, phương pháp thuyết minh có rất là nhiều phương pháp. Nào là nêu ví dụ, dùng số liệu, nêu định nghĩa, rồi phương pháp phân tích, phân loại, phương pháp liệt kê, vân vân và vân vân. Nhưng ở đây tác giả đã sử dụng phương pháp phân tích, phân loại và giải thích để thuyết minh cái bài đền Ngọc Sơn và Hồ Hoàn Kiếm. Vậy, tóm lại để viết được một bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh hay thì các em phải đảm bảo được bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài, sắp xếp các ý theo một trình tự hợp lý, cung cấp những thông tin đáng tin cậy cho người đọc, người nghe. Và điều quan trọng hơn hết là cái cách mấy em giới thiệu thuyết minh nó phải có ngôn ngữ trong sáng, rõ ràng, khoa học để đảm bảo người ta nghe là có thể hiểu liền. Và cách
trình bày thì phải thực sự thu hút. Mấy em nên kết hợp với miêu tả, biểu cảm, và thỉnh thoảng chúng ta hãy bình luận để tạo nên cái sự hấp dẫn cho cái bài văn của mình. Rồi, các em hãy đọc cái phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 34 và ghi cái phần ghi nhớ vào cái bài tập của mình luôn nhé. Chúng ta qua hai la mã là luyện tập. Cô chỉ có một cái bài tập nhỏ dành cho mấy em thôi và duy nhất luôn. Đó chính là mấy em hãy thực hiện lập dàn ý bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh ở quê hương em. Quê hương của em chính là quê hương An Giang, đúng chưa? Đa số chúng ta đều ở An Giang, núi Sam. Các em có rất là nhiều danh lam thắng cảnh. Cô đơn cử với mấy em ví dụ như là chùa Hang, rồi rừng Tràm Trà Sư, rồi đâu nữa, rồi núi Cấm, rồi hồ Tà Bạ. Chúng ta có rất là nhiều địa danh đẹp và muốn giới thiệu những cái địa danh đó đến với những cái bạn bè bốn phương thì các em phải thực hiện như thế nào? Cô hướng dẫn mấy em đây chỉ là cái dàn bài khái quát thôi. Còn khi các em làm thì cô muốn mấy em thực hiện cái dàn bài chi tiết cho cô, được chưa? Đầu tiên mấy em phải mở bài giới thiệu khái quát về cái danh lam thắng cảnh đó. Giới thiệu như thế nào để người ta cảm thấy cuốn hút? Chúng ta không đưa hết tất cả nội dung mà mình định giới thiệu lên mở bài. Mở bài nó chỉ là một cái bước điểm mở ra để người khác cảm thấy thu hút và muốn đi vô cái phần thân bài của mình thôi. Cái phần thân bài thì mấy em phải giới thiệu được ấn tượng sâu sắc về cái danh lam thắng cảnh đó là cái gì. Ví dụ như cái nơi đó đẹp như thế nào. Ví dụ như hồ Tà Bạ đi, đẹp như một cái bức tranh thủy mặc, nước thì trong xanh và nó mang cái vẻ hoang vu gần gũi với thiên nhiên. Đó, đó chính là cái điểm mà ấn tượng sâu sắc nhất về cái danh lam thắng cảnh đó. Mấy em có thể tìm những cái đặc điểm ấn tượng của những cái danh lam thắng cảnh khác. Mỗi người sẽ có một cái danh lam thắng cảnh riêng của mình, đúng không? Thứ hai nữa, mấy em phải giới thiệu cụ thể. Ví dụ như đến hồ Tà Bạ thì đi bằng cái phương tiện gì, đi như thế nào, vị trí của nó ở đâu và nó được hình thành ra sao. Ở chỗ đó thì có địa điểm du lịch người ta đã khai thác như thế nào, vân vân. Tất cả những cái hiểu biết của mấy em về cái địa danh đó mấy em được có thể nói ở cái phần thân bài. Và cuối cùng là kết bài. Mấy em hãy nêu lên cái cảm xúc, cái niềm tự hào của mình đối với cái danh lam thắng cảnh đó. Hãy nói cho các bạn bè khác, những cái người chưa đến đó biết là tại sao các bạn phải đến đó một lần, được không? Rồi, cái bài tập này mấy em phải làm cho thật kỹ và viết cho cô ra tập, ra giấy, chụp hình và gửi qua Zalo cho cô. Nhớ ghi tên lớp nha. Nhớ ghi tên của mấy em và lớp của mấy em học để cô biết, cô sửa, hoặc là cô sẽ đánh dấu tít để mai mốt mình ghi điểm như khi mà mình đã đi vào trường đi học lại, nhớ chưa? Rồi, vậy thì cái bài học hôm nay đến đây là kết thúc và các em hãy chuẩn bị cho cái tiết học kế tiếp, đó chính là ôn tập về văn thuyết minh. Yêu cầu của cô cũng rất là đơn giản, mấy em chỉ cần đọc trước văn bản ngữ liệu trong sách giáo khoa trang 35 là được. Chúc các em học tốt. See you again.